Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 3 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững 2021 tại Thừa Thiên Huế, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ để ứng phó kịp thời với những bất thường. Thừa Thiên Huế đẩy mạnh thực hiện ngầm hóa hệ thống điện, cả viễn thông, truyền hình theo hướng đồng bộ hiện đại, tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị. Trong bối cảnh khó khăn, tìm đến những nguồn vốn theo chương trình hỗ trợ ODA, khách hàng sẽ được hưởng lợi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy truyền thống văn hóa của trường Đồng Khánh Hai Bà Trưng, có phần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, nét đẹp văn hóa và con người Huế cho học sinh. Sáng nay, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng gia chánh và phát triển văn hóa ẩm thực Huế với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh. Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Văn Ngọc Thọ đã dành thời gian giao lưu chia sẻ nhiều thông tin cần quan tâm đối với tập thể giáo viên và học sinh của trường. Cùng tham dự chương trình có ông Phan Thiên Đình, Bí thư Thành ủy Huế. Trao đổi, trò chuyện với Hội đồng Giáo dục và Học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chia sẻ một số thông tin kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời xác định Hai Bà Trưng phải là trường đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu Huế, kinh đô áo dài, Huế kinh đô ẩm thực. Ban giám hiệu nhà trường cần sưu tầm có chọn lọc các tài liệu dạy nữ công gia chánh trước đây để biên tập bổ sung hoàn chỉnh trong chương trình dạy phù hợp cho học sinh với phương châm vừa học vừa chơi vừa trải nghiệm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất cho trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng thí điểm khôi phục việc dạy môn nữ công gia chánh trong nhà trường bắt đầu từ năm học 2021-2022. Dạy nữ công gia chánh là dạy về kỹ năng sống, hiểu biết về văn hóa truyền thống lịch sử của dân tộc, giữ gìn nét đẹp văn hóa ẩm thực Huế, đồng thời tăng cường các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống trong trường học nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của học sinh, giúp các em có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hỗ trợ cho cuộc sống cá nhân và gia đình. Cùng trong dịp này, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng đã khai trương phòng dạy kỹ năng gia chánh và tổ chức các hoạt động thực hành trải nghiệm cho học sinh. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đã khen thưởng động viên các học sinh đạt giải cao trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia cấp trung học năm học 2020-2021 vừa qua. Với định hướng phát triển bền vững, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và định hình phát triển kinh tế số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế tổ chức diễn đàn phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững 2021. Diễn đàn được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, các startup nhằm kết nối doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp với thị trường, xúc tiến hoạt động giao thương, ký kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh và cả nước. Diễn đàn còn có các hoạt động kết nối các nền tảng công nghệ số, hỗ trợ phát triển bán hàng, quản trị doanh nghiệp, cung cấp kiến thức và công cụ huy động và quản trị tài chính thực hành cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, diễn đàn còn có tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc sản của các địa phương doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong khuôn khổ của diễn đàn, sáng ngày 3 tháng 4, phiên Tech Talk giới thiệu công nghệ số là một trong những phiên trọng tâm để các doanh nghiệp tìm hiểu ứng dụng trong thực tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định bền vững. Các chuyên gia cho biết, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 khiến cho doanh nghiệp gặp phải trở ngại khi tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng và đầu ra bị đứt gãy, mất cân đối dòng tiền, khó khăn trong quản trị lao động và nhiều những ảnh hưởng nặng nề khác. Trong đó, chịu ảnh hưởng nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thấu hiểu với cả khó khăn của doanh nghiệp, tại diễn đàn phiên Tech Talk với sự chia sẻ các giải pháp số của các chuyên gia đến từ các tập đoàn doanh nghiệp lớn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được các giải pháp công nghệ số để ứng phó kịp thời với những biến đổi bất thường. Tại phiên Tech Talk, các doanh nghiệp được nghe giới thiệu về những giải pháp công nghệ số đang được cho là tối ưu nhất giúp cho doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn trong vấn đề xúc tiến thương mại, tiếp cận mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với các hội chuyên ngành nội tiết đái tháo đường, tim mạch của Trung ương và của tỉnh tổ chức hội nghị chẩn đoán điều trị theo dõi bệnh không lây nhiễm trong tình hình COVID-19 nhằm cập nhật thông tin liên quan đến những căn bệnh này. Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trường học y dược trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cùng với các báo cáo tổng quan và đề tài nghiên cứu khoa học do các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành về bệnh lý nội tiết, chuyển hóa, bệnh tim mạch trình bày, hội nghị cũng là dịp để cập nhật một số chuyên đề liên quan đến hướng dẫn điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền đái tháo đường,
vai trò và tác dụng của thuốc ức chế hệ RAA trong bệnh lý tim mạch thời kỳ COVID-19, ảnh hưởng của nhiễm SARS-CoV-2 ở bệnh nhân ung thư, dịch COVID-19, thách thức của thế kỷ 21, rối loạn lo âu, rối loạn nhịp tim và COVID-19. Bên cạnh đó, hội nghị còn có cả báo cáo về một số tình trạng lâm sàng điều trị bệnh nhân đái tháo đường. Đây đều là những thông tin bổ ích giúp các đơn vị y tế trong khu vực nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền nặng như tim mạch, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường. Phương pháp ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục đạt được thành công mới khi trong sáng nay, đơn vị tổ chức lễ ra viện và chúc mừng thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu từ thân điều trị cho bệnh nhân u lympho không Hodgkin đầu tiên tại miền Trung. Bệnh nhân Ngô Hoàng Ni mắc bệnh u lympho không Hodgkin giai đoạn 2A. Sau khi được hóa trị 8 chu kỳ theo phác đồ CHOP, bệnh nhân đạt được lùi bệnh hoàn toàn và tái khám điều đặn tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến tháng 9 năm 2020, sau hơn 10 năm theo dõi, bệnh tình tái phát với tình trạng xuất hiện nhiều hạch vùng cổ phải nên được Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu từ thân. Sau hai đợt điều trị tái tấn công theo phác đồ ICE, đánh giá lại bệnh nhân đạt lùi bệnh hoàn toàn nên đã được huy động và thu tế bào gốc tạo máu từ thân đủ liều để ghép. Ngày 11 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân bắt đầu được hóa trị, sau đó tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu từ thân vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Đến nay, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục sức khỏe và được xuất viện về với gia đình. Đây là bệnh nhân u lympho không Hodgkin đầu tiên tại miền Trung được điều trị theo phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu từ thân. Thành công này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các bệnh nhân khác trong tương lai. Dự kiến vào tháng 4 này, nhà mạng Viettel sẽ triển khai mạng 5G tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng số gần 1.460 anten của các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Mobifone, Vietnam Mobile, G-Mobile, các doanh nghiệp đang tiếp tục phát triển hạ tầng cục anten thu phát sóng thông tin di động để mở rộng và nâng cao chất lượng vùng phủ sóng mạng 4G. Dự kiến tháng 4 năm 2021, Viettel sẽ triển khai mạng 5G tại 3 điểm, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở thông tin và truyền thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn, Thừa Thiên Huế đã triển khai từ rất sớm quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông và chủ trọng thực hiện ngầm hóa hệ thống điện, cả viễn thông truyền hình theo hướng đồng bộ hiện đại, tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị. Hiện nay, việc thực hiện ngầm hóa hệ thống cáp của nhiều ngành đang được triển khai tại nhiều địa phương. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự phối hợp của các cơ quan liên quan, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu. Phóng sự ghi nhận việc thực hiện ngầm hóa cáp, sắp xếp dây thuê bao của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Huế. Theo thống kê phản ánh hiện trường về dây thuê bao thông qua Huế S của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, có tất cả 2.963 phản ánh các lĩnh vực. Trong đó, riêng lĩnh vực dây thuê bao, 78 phản ánh, tỷ lệ phản ánh chỉ chiếm 2,6%. Điều này cho thấy những kết quả khả quan ban đầu trong việc thực hiện ngầm hóa cáp, sắp xếp dây thuê bao của ngành thông tin và truyền thông trong thời gian qua, mặc dù trong điều kiện không mấy thuận lợi. Trước đây mà chưa cắt dây là nguy hiểm lắm, dây xe tải mà chạy ngang là đứt xuống ao ao, có ngay là đứt là xa xuống không ai kéo lên hết, phải điện sợ điện lực kéo lên chứ không phải là nguy hiểm, người dân đi nguy hiểm, kể cả dây điện thoại này nữa. Thứ là việc cắt dây thì an toàn cho người dân đi đường, tạo cảnh quan môi trường sạch sẽ, đẹp. Trong mưa bão nó nguy hiểm lắm, chết người chứ không. Với giấy đường làm cản trở đường xã giao thông, cắt được là tốt, quá tuyệt vời luôn. Phải khẳng định rằng ảnh hưởng của Covid trong 2 năm vừa qua, nó làm các cái kế hoạch cũng như các cái tiến độ của doanh nghiệp đối với chủ trương này bị đổ vỡ. Vấn đề thứ hai nữa là điều kiện thi công của Huế là hết sức khắc nghiệt. Thời gian để có vốn đầu tư của các doanh nghiệp bắt đầu cấp phát được thì đúng lúc cũng là mùa mưa bão. Và thường là nó kéo rất dài, cho đến khoảng cỡ gần cuối năm thì chúng ta bắt đầu triển khai cho nên nó bị chậm. Vấn đề thứ ba nữa là hầu hết các doanh nghiệp thì rất tích cực, nhưng mà khi thực hiện thì nó có bị chi phối rất là nhiều vấn đề. Một cái do áp lực tiến độ của doanh nghiệp mình và do nhiều cái chi phối khác, cho nên là tiến độ của chúng ta trong những năm vừa qua về thực hiện chủ trương này mặc dù có đạt được kết quả nhưng vẫn chưa như mong muốn.
Đến nay, tổng số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế đã hoàn thành hàng ngầm dây thuê bao đến nhà dân là một tuyến, nâng tổng số trên địa bàn hiện nay lên 19 tuyến. Có 12 tuyến đường đã hoàn thành cổng bể chờ hàng ngầm cáp dây thuê bao. Có 4 tuyến đường đang thi công cổng bể. Tuyến đường đã hoàn thành cải tạo chỉnh trang theo quy chuẩn mới là 2 tuyến, nâng tổng số trên địa bàn tỉnh 4 tuyến. Trong năm 2021, 4 tuyến đường chuẩn bị thực hiện cải tạo chỉnh trang theo quy chuẩn mới. Tuyến đường chuẩn bị triển khai cải tạo chỉnh trang bằng dây gia cường và gông là 11 tuyến. Theo cái kế hoạch này, thì trong vòng 5 năm từ nay cho đến năm 2025, chúng ta sẽ tiếp tục hạ ngầm 50 tuyến đường tại thành phố Huế để đưa cái dây thuê bao đến tận nhà dân. Sẽ có 25 tuyến đường sắp xếp lại theo cái mô hình của đường Trần Phú, có nghĩa là dây đi dọc tuyến hai bên đường và không có dây băng đường. Và sẽ có 53 cái tuyến đường mà các doanh nghiệp phải chuẩn bị cơ sở vật chất thi công để mà chuẩn bị và hạ tiếp tục cho những năm sau. Thì với cái chỉ tiêu như vậy thì chúng tôi đã có kế hoạch phân ra từng năm một. Điều này sẽ góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao mỹ quan đô thị thành phố. Hệ thống dây thông tin được ngầm hóa, đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Sau thời gian thí điểm tại 4 tỉnh, việc cung cấp trực tuyến dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục về đất đai cho hộ gia đình cá nhân trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được mở rộng toàn quốc trong tháng 6 năm 2021. Theo đó, người dân chỉ cần ngồi tại nhà là có thể thực hiện được tất cả các bước để nộp thuế, lệ phí trước bạ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Điều này ước tính sẽ giúp tiết kiệm được ít nhất một ngày công với 4 lần đi lại cho người dân. Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, với trung bình mỗi năm có hơn 4 triệu trường hợp thực hiện, nếu chỉ 50% trong số này thực hiện thanh toán trực tuyến, cũng đã giúp tiết kiệm được ít nhất 682 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị, bên cạnh nguồn vốn huy động từ nền kinh tế, cả ngân hàng được ủy thác nhiều nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức quốc tế để cho cá nhân doanh nghiệp vay tín chấp với lãi suất thấp. Trong bối cảnh khó khăn, tìm đến những nguồn vốn theo chương trình hỗ trợ ODA, khách hàng sẽ được hưởng lợi. Có nhu cầu sửa nhà, cách đây 3 năm, chị Vân được vay vốn theo dự án tài chính nhà ở do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ thông qua các ngân hàng thương mại. Không cần tài sản thế chấp, lãi suất ưu đãi. Đó là lý do chị Vân rất hài lòng với chương trình vay vốn này. Mình cũng rất là mong muốn là cái gói ODA này tiếp tục được duy trì để cho giáo viên chúng mình cũng như là các giáo viên khác để được vay vốn. Còn với các doanh nghiệp, vay vốn theo chương trình hỗ trợ ODA sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí để có điều kiện tiếp tục phát triển. Các cái dự án phát triển ở các cái khu vực xa so với cả trung tâm thì để mà có thể đạt được một cái điểm hòa vốn thì chúng tôi cần một cái thời gian rất là dài. Do đó thì khi mà ra quyết định đầu tư thì để có được cái nguồn vốn tốt và cái ưu đãi rất là tốt như là ODA là một cái điều rất quan trọng. Thông tin về các dự án nguồn vốn ODA được công khai như một sản phẩm của ngân hàng. Tính từ năm 1995 đến nay, hàng chục nghìn khách hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được thụ hưởng nguồn vốn ODA. Đặc thù của nguồn vốn này là tín chấp, thời hạn dài nên dù hạn mức vay không cao nhưng lại phù hợp với đối tượng hướng tới. Với ngân hàng thì chúng tôi có được một cái nguồn vốn có thể nói là chung và dài hạn ổn định, và đặc biệt đó là có một cái lãi suất rất là tốt để mà chúng tôi có đem lại được cái lãi suất đấy cho phía khách hàng của mình. Ví dụ như SHB, sau khi chúng tôi nhận được cái nguồn vốn đó từ phía ban quản lý dự án thì chúng tôi đã thực hiện xây dựng được những chương trình sản phẩm riêng cho cái khách hàng ngân hàng, gọi là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng. Thông qua cái việc triển khai các dự án quốc tế thì chúng tôi cũng được học hỏi và triển khai nhiều các cái cơ chế mới trong cái cho vay. Ví dụ như cái dự án tài chính nhà ở của ADB là cái lần đầu tiên chúng tôi được tiếp cận với một số các cái phương thức quản lý cho vay nhà ở mới tiên tiến của quốc tế, và nó cũng giúp cho chúng tôi cải thiện rất nhiều các cái quy trình quy chế cho vay, và hiện nay chúng tôi cũng áp dụng rất nhiều các quy chế đó trong các hoạt động cho vay thông thường của chúng tôi. 26 năm qua, ODA luôn là kênh vốn rất quan trọng. Các dự án tín dụng do VKB, ADB, JICA tài trợ có sự tác động không nhỏ tới thị trường tín dụng trong nước và hoạt động của cả ngân hàng thương mại. 26 năm qua, những dấu ấn trong việc huy động và sử dụng nguồn vốn ODA của Việt Nam có thể thấy rõ trong mọi lĩnh vực đời sống. Và cho đến nay, Việt Nam đã được đánh giá là mô hình thành công trong việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.
Tuy phải đáp ứng một số điều kiện nghiêm ngặt khi tiếp cận, nhưng trong điều kiện hiện nay, nguồn vốn là cơ hội cho những doanh nghiệp có năng lực, có dự án tốt và là một thực thể chứng tỏ chính phủ đang quyết liệt thực hiện hệ thống các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Trong khuôn khổ giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33, Huế sẽ đăng cai chặng đua thứ 11 Phủ Xuân Trường Tiền vào ngày 17 tháng 4. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo giải đua xe đạp toàn quốc lần thứ 33 vừa được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức. Theo đó, Huế sẽ tổ chức đón đoàn đua về đích chặng thứ 10 cự ly 162 km từ thành phố Đồng Hới đến thành phố Huế tại đoàn trưởng Mạc Phú Văn Lâu vào ngày 16 tháng 4. Sau đó một ngày, đoàn sẽ tiếp tục đua chặng thứ 11 cự ly 42 km vòng quay cầu Trường Tiền Phủ Xuân. Chặng thứ 12 từ Huế đi Đà Nẵng cự ly 109 km qua các địa hình cam go như Phước Tường, Phủ Gia và Hải Vân sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4. Giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh là giải thể thao được tổ chức thường niên vào tháng 4 nhằm chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bước sang năm thứ 33, giải quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 15 đoàn đua mạnh của cả nước. Giải đấu được tổ chức với kỳ vọng kích cầu cả hoạt động thể thao sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời quảng bá hình ảnh của các địa phương, vùng đất, nơi đoàn đua đi qua. Sáng nay, Công đoàn Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, 31 năm thành lập hệ thống kho bạc nhà nước. Hội thao có sự tham gia của hơn 130 vận động viên đến từ 13 đơn vị thuộc và trực thuộc hệ thống kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế. Hội thao lần này, ba bộ môn được đưa vào thi đấu là kèo co, cầu lông và bóng bàn. Đây là hoạt động truyền thống tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa cả cán bộ công chức, đồng thời tuyên truyền giáo dục cho lớp công chức trẻ tiếp nối truyền thống và phát huy tinh thần yêu ngành, yêu nghề, xây dựng kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Thưa quý vị, chia sẻ khó khăn với người dân vùng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty điều hành dầu khí Phú Quốc tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sát thực cho người dân và học sinh vùng lũ để ổn định đời sống và học tập. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh đẹp ấm áp tình người này qua phóng sự sau. Phấn khởi, vui mừng là cảm xúc chung của các hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Phong Hiền, huyện Phong Điền khi nhận được lợn giống, gà giống là món quà của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và dự án khỉ Lô Bê, công ty điều hành dầu khỉ Phú Quốc trao tặng. Những con giống được trao là sự sẻ chia với những khó khăn, mất mát của người dân trong đợt bão lũ vừa qua, với hy vọng sẽ giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai. Qua các cái trận mưa bão lụt thì nói thật ra thì nhân dân thôn Tùng nói riêng, cả xã nói chung thì cũng rất vất vả, rất nhiều. Về điều kiện vật chất cũng rất là khó khăn. Nhưng qua được sự nhà các nhà hảo tâm, các hương mạnh quân trên cả toàn quốc đã quan tâm giúp đỡ trong thời gian qua. Hôm nay cũng được nhà tài trợ từ thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ con giống vật nuôi cho nhân dân, cả xã nói chung và trong thôn Tùng nói riêng. Đây là một cái sự phấn khởi. Bước đầu để là gây dựng lại những cái con giống rồi là gây ra cho bà con sau này để là thêm thành cái chăn nuôi là đưa cái kinh tế của mỗi gia đình đi lên là càng ngày là càng đầy đủ hơn. Qua tìm hiểu thì cũng được biết là sau đợt bão vừa qua thì cái sự thiệt hại của bà con trong lũ lụt thì rất là nhiều, đặc biệt là đối với cây trồng và vật nuôi. Và mình cũng đã tìm hiểu một số thông tin thì bà con cũng rất là vui khi mà nhận được những cái sản phẩm mà nó thiết thực với cái cuộc sống như thế này. Và cái gửi gắm của VOH đối với bà con vùng lũ là rất là mong sau những cái khó khăn thì bà con có thể gượng dậy và phát triển lại, xây dựng lại cái cuộc sống của mình ngày một tốt hơn. Những trận lũ đầu tháng 10 năm 2020 đã khiến cho nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu trong nước, cơ sở vật chất hạ tầng thiệt hại khá nặng nề, nhất là tại các trường học và các địa bàn thấp trũng. Chia sẻ những khó khăn mất mát đó, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 triệu đồng trao tặng 25 bộ máy tính cho trường tiểu học Quảng Thọ và trường trung học cơ sở Trần Thúc Nhận, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập cho học sinh. Đồng thời hỗ trợ một chiếc ghe, một máy phát điện, 7 con lợn giống, gần 600 con gà giống cho bà con xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 12 bộ máy vi tính với trị giá 96 triệu đồng. Đây là một món quà
và rất có ý nghĩa đối với các em học sinh. Số máy tăng lên làm cho kiến thức môn tin học của nhà trường ngày một phát triển và cho cái dạy và học có hiệu quả cao hơn trong năm nay và những năm tiếp theo. Chúng tôi hết sức xúc động và hết sức thông cảm cho cái sự khó khăn của cái vùng lũ mà các em phải chịu và sự mất mát những cơ sở vật chất của trường. Nên hy vọng rằng là những cái món quà là những chiếc máy vi tính chúng tôi chương trình tặng cho trường và các học sinh sẽ giúp cho các thầy cô cũng các em làm tốt hơn cái sự nghiệp dạy và học của mình. Trong thời gian qua, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH vẫn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, chia sẻ với người dân Thừa Thiên Huế. Hy vọng rằng những phần quà được trao sẽ là động lực để người dân và học sinh vùng lũ sớm khắc phục, ổn định đời sống và bổ sung thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ học tập tốt hơn, đáp ứng nhiệm vụ trong sự nghiệp trồng người. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.